cuộc chiến thương mại Mỹ Trung sẽ khiến Trung Quốc sụp đổ. Cuộc chiến thương mại nhằm vào Trung Quốc do Mỹ khởi xướng đang khiến các nhân sĩ trí thức của làng dân chủ Việt Nam ở các tổ chức diễn đàn do dân sự, hội nhà báo độc lập, báo chí Việt Nam và các đài báo quốc tế tiếng Việt như BBC đang phát động một chiến dịch truyền thông hưởng ứng nhiệt thành đến mức độ dư luận có thể hiểu rằng nhân dân Việt Nam đang rất ủng hộ và mong Mỹ chiến chung thua để khiến Đảng Cộng sản Việt Nam biết thế nào là sức mạnh của Mỹ. Hàng loạt bài viết nhằm chắc mẩm Trung Quốc thua trắng kiểu như Tập Cận Bình thua chỗ nào, Trung Quốc xuống giọng với Mỹ chiến tranh thương mại Việt Nam cần dứt khoát dứt khoát thoát chung mùa hè đầy bất mãn ở Trung Quốc những thành trì chống Mỹ từ chết đến bị thương và đều thống nhất phán rằng cuộc chiến sẽ khiến Trung Quốc bị kiệt quệ về kinh tế bị sụp đổ chế độ chính trị và kêu gọi Việt Nam chuyển sang thân Âu Mỹ du nhập chế độ đa đảng của phương Tây để đón trước những thay đổi đó các bài viết đều khai thác dư luận từ báo chí hồng kông không ưa chính quyền tập nhận định nội bộ đảng cộng sản trung quốc đang rối loạn suy yếu vì mâu thuẫn hay bài viết từ giới học giả bắc kinh không ủng hộ đường lối đối ngoại của chính quyền cho rằng trung quốc cần kiềm chế hơn khi xử lý các vấn đề quốc tế và không nên tạo ra bầu không khí như thể mình sắp thay thế Mỹ để nhận định rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang làm đuối sức Trung Quốc và làm suy giảm tầm ảnh hưởng của ông Tập Cận Bình cùng khuynh hướng tập quyền mà ông này đại diện. Tất cả đều nhằm chêm vào lời bình luận, nhận định, đề đạt hoặc định hướng dư luận rằng Việt Nam nên theo Mỹ để thoát chung hưng phấn nhất phải kể đến bài viết của cây bút ngụy kính sinh đăng trên trang báo việt nam dự đoán rằng nếu cuộc chiến thương mại mỹ trung tiếp tục leo thang nó sẽ khiến nền kinh tế trung quốc sụp đổ khiến giới tư bản và giới trung lưu trung quốc phẫn nộ vì mất tiền tới mức họ tiến hành một cuộc cách mạng bạo lực để lật đổ chế độ và trả thù các quan chức có tay dính máu hoặc cây bút ánh liên của hội nhà báo độc lập phán quyết rằng các chế độ công khai chống Mỹ và tuyên bố thù địch với Mỹ hoặc phương Tây như Liên Xô, Triều Tiên, Venezuela, Iran và Trung Quốc chỉ có từ chết đến bị thương và khiến người dân cực khổ. Rõ ràng hướng tuyên truyền này nằm vẫn nằm trong chiến lược cổ vũ thoát chân thoát chung thân Mỹ của giới dân sĩ trí thức này nhiều năm nay, việc lợi dụng cuộc chiến thương mại Mỹ Trung thể hiện rõ biểu đồ hôm nóng lại luồng dư luận bài chung tác động vào chính sách đối ngoại của Việt Nam khiến quần chúng mất niềm tin vào chính sách của nhà nước tạo tâm lý cơ hội hoặc khoản loạn trong dân chúng Việt Nam cũng như thúc đẩy việc hình thành phong trào biểu tình kéo dài và phong trào phản đối các dự luật nhằm xây dựng lực lượng và phương tiện để chuẩn bị làm cách mạng đường phố lật đổ thể chế bàn về chính sách đối ngoại cơ hội này của giới dân sĩ, tôi tâm đắc với bình luận trên blog lo phường như sau. Từ khi đổi mới, Việt Nam đã củng cố quan hệ với Mỹ đến mức đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay. Tuy nhiên, ngả hẳn theo Mỹ đồng nghĩa với việc biến Việt Nam thành mảnh đất bàn đạp cho Mỹ bao vây, cô lập Trung Quốc thì không bao giờ Việt Nam ngu đến vậy không một nước nào không một nước lớn nào gây chiến hay can thiệp giúp đỡ nước khác vô tư cả ngay cả khi việt nam cộng hòa lệ thuộc hoàn toàn vào mỹ mỹ vẫn làm ngơ cho trung quốc chiếm biển đảo ngay cả khi việt nam cho nga thuê cam ranh để chấn biển đông nga cũng không hề có động thái giúp việt nam giữ được các đảo trường sa phó mặc trung quốc giết hại quân dân nhân dân ta chiếm đảo việt nam chỉ có thể là nước độc lập trung lập là đối tác tin cậy với các nước tập trung vào gây dựng thực lực cho riêng mình mới là con đường đi đúng đắn mà các thế hệ lãnh đạo đảng nhà nước hiện nay vẫn đang trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh đã thấm nhuần mới bảo vệ được đất nước và giữ bình giữ gìn hòa bình lâu dài. tác giả tại biên cương